chị, hôm nay Ngân không có đi diễn, hôm nay Ngân ở nhà thôi. Nè mọi người thấy mặt của Ngân sưng không? Mặt của Ngân đang bị tụ dịch nha, chứ không phải là thẩm mỹ biến dạng nha mọi người. À, nó không có ăn phấn mọi người ạ. Nhìn vòng 1 sao thấy ngộ ngộ tan ngộ là ngộ sao bạn? Bự hơn bạn cho nên bạn thấy ngộ hả? Thấy bự quá thấy ngộ hả? Em chưa 18. Bao giờ chị múc ban ạ? Cho đậm lên xíu nữa nè. Không biết mấy cúp đậm quá tới chụp hình thể người ta có đuổi không mọi người? Người ta có bắt tẩy trang không vậy? Thật ra thì cũng không có đậm, chỉ là má hồng đậm thôi. Phẫu thuật thẩm mỹ có đau không chị? Đau lắm em. Riêng cá nhân chị thấy đau nha. Còn ai mà người ta nói không đau là nhiều khi người ta đã làm xong rồi và người ta quên cái cơn đau đó rồi, người ta mới nói là không đau thôi. Chứ chị thấy đau nha. Ê mà sao làm cái mặt này lên xong tự nhiên anh thấy cái miệng nó cưng nha mọi người. Cưng không? Muốn mua giảm cân thì sao chị? Muốn mua giảm cân thì em nhắn thẳng vô cái trang Ngân chuẩn bị ra một cái son dưỡng này. Son dưỡng này luôn. Thơm rất là thích nha. Nó không bị khô môi á mọi người, giúp cho mọi người dưỡng môi á. Ai mà hay khô môi thì sắp tới mọi người có thể tạo ngay một cái em son dưỡng này của Ngân nhé. Ngân đang đợi bao bì vỏ hộp về. Nó phải đẹp hơn như cái này. Còn cái chất là cái này. Xong. Bây giờ Ngân sẽ kẻ một tí xíu bọng mắt ở phía bên dưới. Bao giờ chị múc ban? Chị còn nhiều tập múc ban lắm. Tối nay chị đang lại máy tập múc ban cũ nha. Sao cái má hồng vậy chị? Em hỏi dễ thương quá ha. Cái má chị đánh má hồng thì nó phải hồng. Một mình em hãy nói đi, nói anh nghe đi. Anh, em biết em thật vô tâm. Cái mũi này á mọi người, không cần phải đánh sống mũi luôn á. Bác sĩ ổng làm cái sống mũi nó nhỏ quá. Bây giờ không đánh sống mũi là nhìn cái mũi nó cũng đã nhỏ rồi. Giờ đánh lên nữa là nhìn nó sẽ bị đậm nha. Mày để đánh đi. Nhìn mặt ngắn hơn hẳn. Thì Ngân làm mặt bánh bao nè mọi người. Ngân làm mặt con heo nè. Còn mặt trước đó là mặt cái yên xe đạp. Trời, chú Quang đang chờ kìa chị yêu ơi. Đúng rồi, rồi chị gần xong rồi em ơi. Đi xong rồi đó. Bây giờ bới cái tóc lên nữa là xong. Hồi xưa ở ngoài quê á, mấy đợt trước mà đi chụp hình thể á, rất là ngựa nha. Tuy là không có makeup nhưng mà lúc nào cũng phải tóc tai cho nó đẹp. Mà xả thì tới nơi người ta cũng bắt dán lên hết, là chụp lên y như thằng đàn ông vậy. Cho chú Quang vô, chú Quang vô. Chú Quang vô hối, chú Quang vô hối. Tới giờ rồi, tới giờ rồi. Tới giờ rồi. Hello. Cột tóc xong đi. Mọi người ơi, mình đi chụp hình thẻ cái sao mà mình chụp xong mình kêu người ta bóp cái mặt mình vô được không ta? Bóp cái mặt sưng vô được không? Tiệm gì? Lược chuyên chải đầu.
ngồi cái bàn trước á, có cái lược đen đen. Son môi. Xong. Buộc tóc. À, không có cái lược. Chắc chà. Có ngồi đó có cái lược. Ủa anh đang đâu vậy anh Ngoan? Em cũng không có cái lược để chải. Lược đâu mất hết rồi. Hơi cột bằng tay. Chân nhiều. Ngân đi diễn ở Campuchia xong là về Ngân đi làm tóc luôn nè mọi người. Bao nhiêu cái lược cũng mất. Tại cái tay nó đau nè, chạy thêm cái tóc nó đau nữa, rụng. Tóc nói hả chị? Đúng rồi, tóc nói em. Đầu vuông quá. Dễ thương quá chị ơi, cảm ơn em. Cũng như này nhìn nó đỡ vuông hơn. Kéo tóc ra giùm em đi anh. Mặt như này là hết sưng chưa ạ? Chị đang còn sưng một bên. Mình đi chụp hình thể mình cột tóc như thế này hay là bới tóc lên ha mọi người ha. Mọi người chắc cột đi thì nhìn nó sẽ giống con gái hơn á, chứ bới lên nè. Bây giờ mọi người cứ kêu Ngân là giả vờ ngây thơ xong rồi giả vờ nai, mà bây giờ cái mặt của Ngân nó dậy rồi. Nó đang bình thường luôn này trời. Giờ mặt nó dậy rồi giờ làm sao? Giờ muốn giả vờ già, giờ mọi người muốn Ngân làm già nó cũng có làm được đâu. Giờ nó dậy rồi đó. Cho mấy cái này vô. Mọi người ai mà muốn biết chỗ Ngân thẩm mỹ thì có thể liên hệ Ngân nhé. Ngân có thể tắt khe mọi người cho tới lúc mà mọi người qua tới tận nơi và làm xong luôn, hoàn thành hoàn chỉnh hết luôn cho mọi người.
chị có tính đi làm lại nữa không hả? Thì trong tương lai nếu mà cái mũi của chị á nó bị co rút á thì chị sẽ phải đi làm lại. Tại vì á là chị làm bằng sụn silicon á, cho nên cái khả năng co rút rất là cao. Quan trọng là bao lâu nó co rút thôi, chứ co rút thì chắc chắn nó sẽ phải co rút. Xinh rồi nha em, baby quá. Mọi người cứ kêu Ngân là đổi tên lại thành Ngân baby đi. Nhưng mà Ngân không có thích cái tên đó đâu. Mọi người đặt cho Ngân tên khác đi. Rồi xong. Ngân đi nha. Bye bye mọi người. Lái qua đó luôn được mà. Lái qua đâu? Ý là lát anh qua chỗ chị Hà nữa hả? Vậy lát nếu em đi với anh thì phải đi sớm về sớm, chứ đừng có đi lâu quá. Còn về làm nhạc mai đi gì ống nữa. Bye bye mọi người, Ngân đi đây.